Theo tính toán, từ khi thanh long ruột đỏ được trồng thay thế các loại cây tạp trên diện tích đất gò đồi ở vùng Ngọc Mỹ, Vân Trục và Xuân Hòa đã có phần nâng cao đời sống của người dân. Mỗi một hecta thanh long ruột đỏ cho thu nhập từ 250 đến 300 triệu đồng mỗi năm. Loại cây này đã được trao giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể thanh long ruột đỏ lập thạch do Cục Sở hữu trí tuệ cấp. Giai đoạn 2016 đến năm 2020, dự án trồng thanh long ruột đỏ lập thạch sẽ áp dụng công nghệ mới với quy trình sản xuất tiên tiến của Nhật Bản, Đài Loan để sản phẩm thanh long ruột đỏ đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Đồng thời thành lập các tổ hợp tác và các hợp tác xã sản xuất tiêu thụ thanh long ruột đỏ, mở các điểm bán hàng giới thiệu sản phẩm, xây dựng khu xử lý hơi nước nóng và bảo quản sản phẩm phục vụ xuất khẩu.